Nó thôi tự động tao đi, tao về luôn đi, đứng đằng kia nữa. 06 24 44 ở lại. Đó, chúc tự mừng chị ba. Tự nhiên echo quá vậy, vậy, vậy. Trời ơi, rồi, chúc mừng chị ba. Bây giờ chị lấy gấu bự. Đó, mấy người tích đi dưới này nè. Đó, đừng lấy cái đèn của em nha, mắc lắm đó. Rồi, đó, gấu bự dưới đó. Rồi. Chị khiên nổi cái đèn, chị lấy luôn giùm em đi. Chứ chúng em đập bể cũng vậy hả? Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng sẽ đến với một trong những giọng ca chủ lực của đoàn Lê Tô Sài Gòn Tân Thời, được mệnh danh là một trong những người đẹp có tài sản tích xù nhất Việt Nam, đồng thời một trong những người đẹp tích đức rất là nhiều quý vị. Bằng công tác cho dày nặng lại, chúng ta cùng chào đón người đẹp Lạc Quyền.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Và vừa qua là một tình khúc sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc được mang tên Xin Dành Trọn Cho Anh được gửi đến tất cả quý vị. Và ngay từ bây giờ vẫn là tiếp tục vòng loại mới, giá tiền vẫn là 10.000 đồng nha. Chúng ta còn một vòng loại đặc biệt đêm nay nhân ngày khai trương của đoàn Lotto Sài Gòn Tân Thời. Và Quyền xin được cảm ơn tất cả quý vị, sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả là niềm động lực lớn nhất của đoàn sẽ được đem đến tất cả các bác anh chị mình với một bộ môn nghệ thuật dân gian cổ truyền như thế này. Và bây giờ một ca khúc lớn đền xong rồi, Quyền xin mời tất cả quý vị ai có vé trên tay bắt đầu chuẩn bị dò số. Mấy gì đa ai chưa có vé dòng loại này giơ tay lên. Mấy gì đa cái đây mấy gì đây đầu năm qua lá khô sao nơi như đón chào giờ anh tin đón năm nay xin được thế nào phần người càng tăng nước cao chỉ cần tình nghĩa với nhau nếu anh ban đầu ngỏ lời là nên tan đâu 12 con giáp em đây cảm thấy quý mùi chẳng thấy em đoán năm nay xin tờ đêm rồi gặp trong hình đức dễ thương còn ngày như số lắm con hú cho hú tròn anh mỗi sớm mỗi mai đưa đường người ấy quên quán nơi nào ta nghèo tuổi tan bao lớn sáng ngày thế nào anh ta tuổi chừng 30 mấy quên lắm nhìn sợ em biết đây chẳng ai xa lạ ngày đây chính là anh Út này tài năng xin đón nhưng anh thật khôn quá trời cầm tay anh đón năm nay xin đến đến rồi nhiều khi ngày cưới sẽ vui sau khi đại khai thế thôi thế gian anh từ đầu năm anh cưới cuối năm thêm người nhé dân dân ơi ngay cầu thang mấy gì đa nghe tiếng anh ca trên dòng sông dài bóng lòng lớn lân như giấc mộng chưa tàn ở tận không hồng nhà anh có biết anh em cũng có dòng sông hẹp mãi vội với lòng mà ta thiếu giam có đâu ơi giam có tay con mười bảy xuống đầu tiên con mười bảy mày há mười con mười bảy tới con mười bảy số gì đây con biết gì đây cái mười gì đây cái mười gì ra cái mười gì đây mười gì ra em xấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa nhớ anh sẽ đưa em để em đi về về nơi chẳng miền có không nè ai đợi chờ nữa không em còn ai dặn dò nữa không hãy theo anh mẹ lối ăn năn ta thoáng cơn mê cùng dắt nhau về kiêu lộng tố kiêu lộng câu mấy gì đây chức trai là anh công tử giao sang để kia em cô kết con nhiều nhà anh có đứa bà mai thăm cát nhà em có vườn trái cây rất mạnh đôi trai tài cây sắc kém gì ai vẫn trong làng mong đám cưới lai trai anh nhất làng trong còn em nhất Con mười hai số gì đây mười gì đây một chân trắng ai sẽ làm đôi trái tim buồn sâu giọt lệ em tuôn đầy đắng bờ môi về lại nơi đây tôi sẽ trong lòng xót xa năm buổi người ơi sao cánh kia tình mình Con mười chín mấy gì đi xuống gì ra trong ngôi nhà hoang dường như có mang nó lũ đầu ta làm em đi hết hồn còn mai đầu đến hàm răng nó trắng tình nó lũ đầu ra làm em cái giật mình lên con số chín mấy gì đa nghe he mấy chứ sao nè nhắc riêng cái chuyện cho mượn đi em làm có đó thôi trái thì mấy chứ sao tôn em làm thần thánh chứ tiền tới khi em đòi tiền thì mấy chế coi em như quỷ mà không phải em à bạn bè thân thiết mới chẳng răng nhìn tiền cho bạn già cho bạn dây tiền là mất bạn luôn nhà hồn con số bốn mấy gì ra con ba gì ra ba gì ra ba gì ra con ba gì ra ba gì ra yeah.
tình hình. 39 còn 39, 39.